Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn chữa bệnh cứng cổ gáy. Cứng cổ gáy nguyên nhân là do các bạn nằm gối đầu sai tư thế và để quạt thốc một bên. Đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Khi ta bị bên trái thì ta dùng tay bên phải. Ta dò cộc cái xương của ngón cái và ngón giữa. Cuối điểm nào ta dùng dây, ta đẩy. Khi ta vừa đẩy, ta dùng đầu lắc trái, lắc phải, cúi lên, ngửa. Khi nào thấy trên cổ không còn đau, các bạn dừng lại. Và tiếp theo, các bạn hãy dùng ngón tay dây điểm trên của hõm. Đây là huyệt, nếu như đông y người ta gọi là huyệt phong trì, nhưng ta hãy dây trên điểm đấy. Ta dây 5 đến 60 cái. Cơn đau cổ gáy của các bạn sẽ dừng ngay lập tức. Sau khi ta dây đằng sau gáy xong, ta dùng tay, ta hãy massage từ dưới, ta bóp lên trên, bóp dần lên trên. Khi nào thấy nó nhẹ hết cơn đau ở trên gáy, lúc đấy ta quay xuống, dùng hai tay, ta quay tròn, quay theo một hướng, không được đảo lộn linh tinh. Ta phải quay theo một hướng, 100 cái. Thì cơn đau gáy của các bạn sẽ giảm